mình có cây 6G đó mọi người, sẽ lắp ráp lại cho khách nè, thay màn nè, thay vỏ nè, mấy vỏ nè sàn qua hết trơn. Đây cái này vỏ cũ, này vỏ cũ nhưng mà với mấy giày của nó sàn qua bên vỏ này hết trơn. Cần lo coi chứ còn lắp men với màng cho với pin nữa là xong. Đây cái này màng cũ. Ê, này, cái này nó hòm. Rồi anh Hiếu bắt đầu lắp men vô nha. Đang anh Hiếu lên. Thế lên YouTube mình đăng ra. Nước trở đi. Sắp đăng không quên á. Mình làm mình quay. Phấn gì đó. Phấn ốc gì. Dây đó bài bản chưa, lắp ráp đầy đủ luôn. Biết wifi nó cái gì ta? Yeah, wifi. Nguồn tép wifi nó có đầy cây chưa nó? Cái nào dây wifi nó đâu? Thế nè. Dưới nè. Tiếng xe chạy không mà tết. Xin đã về, xin đã về. Xong ốc ở dưới kho chưa? Chuyện này mấy là xin mấy, mấy là xin. Đây xin. Đẩy vô phát nó mới như tại thì mong nó hơi quá. Chết chưa cái
giờ test màn trước nha, cái màn này mới mua mọi người. Sáu g cạn pin, cạn pin luôn. Màn đẹp không? Màn cũng đẹp. Chim đi phải đi lên cũng phải đi đi thoải mái. Thấy test màn kìa, test màn quay vòng vòng kìa, coi nó có bị giòn nhảy tới lưng này. Để cái miếng dán ở ngoài mình cũng khó ha, khó test bởi vậy. Nhưng mà lỗi rồi xui lắm mới bị thôi, còn giữa sẽ là bị mà mình hơi ngán ngán vậy. Thì giờ 6G anh test à, nó dính cái miếng keo á, con keo cái test ra ngoài không có chắc. Camera coi rồi tới hồi rồi, chưa gắn cam, chưa gắn cam hết rồi. Rồi test này được rồi chứ đâu mà chờ test màn. Ok rồi, giờ gắn cam vô nè. Đó, nãy mình test cam thì nó đen thui à, là cam chưa có gắn. Chúng này vỏ vỏ cũ nha, hai vỏ mới nha, mình hỗ trợ thay cho khách luôn. Vỏ đương nhiên không có lấy tiền cho. Rồi đây màn không? Đây màn. Màn cũ rồi. Màn cũ. Giờ tháo lò nó ra mới. Ủa cái nẹp 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 đó đi. Tháo nẹp, tháo lò sạc qua bên kia. Cảm biến từ từ cảm biến nóc siêu
lo trước luôn. Rồi cảm ơn, mình có nhiều máy. Nhiều máy xong cho mình đăng khách. Nhìn cái dây. Màn đó hư mà. Hư. Con ốc nằm dưới không em? Nạp vô mọi người ơi. Cái nạp gì anh Vương? Nạp cái hôm nè. Rồi có nạp hôm không? Nãy không có thấy, không lột ra sẵn rồi. Nạp hôm. Hôm thường dính màn hình đó, màn hình nó không có. Nó lột sẵn rồi. Cái nẹp hôm đâu rồi anh Vương ơi? Cái siêu không? Tầm chiều mới có. Ủa, kiếm đâu hay vậy? Ông ok chưa? Sơn sàn thế nó ớt mà dặn ốc một cái nó sẽ qua trước rồi. Đúng rồi, nó nhẹ nhẹ mà nó không ngang ốc của nó. Giờ lắp pin vô anh để nguyên bọc luôn hả? Không, mà test thôi, chưa thấy, chưa có lời được. Nè, em thấy anh dán keo rồi. Dán keo bên kia. Để nó nằm dưới, nó nằm dưới mấy cái khung. Rồi mình chưa gắn em. Cái giá nữa. Tin nhắn ngốc luôn. Okay.
Dạ, ok, cam ok. Rồi xong. Không. Ok. Còn vân tay không? Thử rồi. Thì vân tay mất rồi. Còn kìa. Ghê chưa. Nó. Em chỉ là cái sáu ớt nó mới có cái hình hình trái táo. Mà 6G nó không có. Rồi, xong nha. Thì ghép là do khách nha. Đó là hình. Phải lo. Thử lo coi. Chắc to khác rồi. Rồi, ok, okay luôn. Cool. Rung thì vô nhạc chuông. Anh chơi nhạc chuông là nó rung. Đúng rồi, rồi. Phải đầy đi. Cảm biến tiệm cận chưa? Bấm 112 anh cảm biến tiệm cận nó tắt không? À, điểm được 1, 2 anh 1, 1, 2 này nó nội giờ nó hạn chế điện rồi. Ok giờ tắt nguồn gấp. Anh Long hôm giờ bị Covid hả? Sao? Chở bông nè. Tối nay chở bông. Còn lưỡi tai luôn ngon luôn á. Giờ cây sáu ớt nó mới có cái hình trái táo. Sáu gờ nó không có cái dây á. Rồi Quang Thanh. Nhắc nó. Hả? Cần pin nữa rồi. Có pin em hết luôn à? Không, pin của nó mình ngủ nó. Cần pin ngủ trả người ta. Còn em tay không? Còn. Còn em tay. Còn pin cũ, pin của em mà mua rồi đó. Giá mẹ lấy 1 chục mà bán rẻ rồi. Mẹ hả? Còn em gọn đi. Rồi, rồi. Ngon, ngon, ngon. Pin mới luôn. Có con em hả? Em can rồi nữa. Hôm nay thì báo nó chưa gửi. Lấy bình mới gắn vô nó. Rồi bây giờ thay biến mới luôn nha. Đó. Như là bao cho khách luôn. Với giá rẻ luôn. Anh Lâm nhảy vô không? Đó, quay anh Lâm nè. Đây là chủ tịch. Chủ tịch tất cả hôm nay. Oppo gì đó. Ủa Samsung gì? A02. À A02. Này nãy pin cũ nó không lên, giờ mình thay pin mới luôn á mọi người. Đó. Rồi. Rồi lên ở đây chuẩn bị giao khách được. Thay vỏ, thay màng, thay pin luôn. Rồi lên xong.
Không về luôn. Em vô, không vô đây. Không về luôn. Nè, nếp. Quả kia đó. Kia đó là vô. Thấy không? Có nhà luôn.